Bây giờ bữa cơm trị giá 5.000 của em đã được em hoàn thành nha các bác nhá. Bác nhìn có đẹp có bắt mắt không ạ? Bữa cơm của em thì gồm có 3 món các bác nhá. Món thứ nhất là món đậu chiên tương gà các bác, rất là thơm, rất là ngon các bác nhá. Món thứ hai là đậu món thứ hai là thịt thịt hấp, thịt ba chỉ hấp. Món thứ ba nữa là canh canh dạng các bác, canh dạng này. Món thứ tư nữa là cà. Xin chào các bác, hôm nay tôi chia sẻ với các bác một bữa cơm gia đình có giá là 50.000, vừa rẻ vừa tiết kiệm lại vừa đủ các chế độ dinh dưỡng cho mọi thành viên trong gia đình nhá. Đây tôi có thịt 20.000 các bác, đậu 5.000, cái dùng để nấu canh ăn vào mùa hè rất mát các bác nhá, có giá là 20.000, cà ăn với canh là 5.000. Rau là ở vườn nhà tôi có sẵn rồi các bác nhé. Bây giờ mời các bác vào bếp cùng tôi chế biến bữa ăn gia đình này nhé. Hôm nay tôi sẽ làm món thịt hấp với các bác nhé. Các bác theo dõi tôi để tôi ướp gia vị nhé. Tôi cho một thìa bột canh nhé. Một thìa mì chính. Xả hành. Xả với hành với tỏi từ 30 nhân của tôi ướp. Bây giờ tôi cho bắt bếp lên có lồi lên bếp nha, để hấp thịt các bác nha. Các bác chuẩn bị một cái lồi này, cái giá hấp này. Bỏ thịt vào đây. Hấp nha. Trong lúc đợi thịt hấp nhá thì tôi cắt đậu ra để rán các bác nhá. Hôm nay tôi sẽ làm món đậu chiên tương cà các bác nhá. Đậu chiên tương cà. Dầu ăn đã nóng rồi, tôi cho thêm một ít muối vào cho các bác nhá. Rán thôi, tôi đã đổ nhá. Tôi rán đậu các bác này. Rán đậu cho nó vàng các bác nhé. Trong lúc chờ đậu vàng thì tôi sẽ đi lọc con cái các bạn nhá. Các bạn cùng theo dõi tôi lọc cái nhá. Bóc con cái các bác nhé. Nó như con cua các bạn, bóc ra. Bóc cái yếm ra này. Tôi ra cua các bác nhá. Ra con cái của cua các bác. Mùa hè ăn cái món canh này rất là hợp các bác nhá. Vừa mát này, con cà nó ăn rất là tốt cường quá ạ. Cua giờ tôi đã ra sau nhá các bác nhá. Bây giờ tôi đi gắp đậu nhá, đậu vàng các bác. Đậu vàng nhá. Đậu rất là vàng các bác nhá. Tôi gắp ra. Đậu ra thì tí nữa tôi sốt nấu canh nhá. Có canh cho nó nguội các bác nhá. Đậu vàng đó, ngon lắm các bạn. Bây giờ tôi đổ một ít dầu ăn vào cái hành ấy các bác nhá. Để tí nữa sau khi sốt đậu tương cà xong thì tôi cho lên trên quá cho nó đẹp quá nhá. Tôi bắt được canh lên bếp. Bắt được canh lên bếp. Cho canh một ít nước mắm quá nhá. Một ít nước mắm này. Một ít bột canh này. Canh này. Đợi vừa nhau nhá, vừa nhá. Trong lúc đợi canh sôi thì tôi thái rau quá nhá. Thái rau quá này. Đầu tiên là tôi thái rau các bác nhá.
Rồi cua tôi giờ nó sôi nhá bác nhá. Tôi cho rau vào nhá. Tôi cho rau vào nhá. Bây giờ tôi sẽ xem cái nồi nước tôi chín lên cho các bạn nhé. Vừa chín được rồi các bạn. Tắt bếp. Của các bạn nhìn này. Thuần nước các bạn. Tôi sẽ để đây cho nguội. Thái. Tôi bây giờ tôi sẽ đi chiên đậu để lại tương cà các bạn nhé. Bắt lên bếp. Đợi nó mỡ nó lóng lóng một chút thì tôi sẽ cho xả nó này, xả cái hành cái quả ớt này. Cho vào đây. Tôi xả nó thơm đi các bác nhá. Xả nó thơm nhá. Đợi xả thơm thì tôi sẽ cho mướp các bác nhá, mướp vào cành các bác này, mướp phải cho sau các bác nhá, vì mướp nó sẽ chín cho trước và nó sẽ, cùng với rau nó sẽ nhũn các bác nhá. Đấy. Rồi canh cua của tôi là sắp hoàn thành rồi các bạn. Cứ đợi cho xả thơm các bác nhá. Đây tỏi ăn xả tôi phi thơm lắm này các bác nhá. Đấy, bây giờ tôi cho tương cà các bác này. Cho tương cà nhá. Đấy. Tương cà. Một ít bột ớt nhá. Đấy. Đấy đều các bác này. Các bác nhìn ngon không ạ? Cho một ít nước các bạn nhá. Cho một ít nước vào này. Ít nước này. Một ít nước mắm này. Một ít nước mắm này. Một ít mì chính này. Canh của tôi giờ ăn chín các bác nhé. Tôi cho thêm một ít mì nữa là xong các bạn. Canh cái của tôi chín tôi cho thêm một ít mì nữa là xong các bạn. Xong rồi các bác nhá. Đấy, nước sốt đậm đã sánh rồi. Sốt đậm à? Đã đều rồi. Bác cứ đảo đều nha. Cho đậu ngấm với lại nước sốt nha. Món này ăn cơm rất là ngon các bạn. Đảo đều nha. Đậu bây giờ đã chiên với tương ớt xong rồi các bác nhá. Giờ tôi gắp cái đĩa này. Gắp đĩa nha. Đậu rất là thơm ngon đấy các bác nhỉ. Xong rồi các bác nhỉ. Tôi sẽ giải lên đĩa đậu này. Giải đĩa đậu này. Một ít hành hành hoa mà vừa nãy tôi đổ dầu chín các bác cho nó đẹp quá nhá. Đấy. Các nhìn đĩa đậu chiên tương ớt của tôi có đẹp không ạ? Tương cà của tôi rất đẹp các bác nhá.
thịt hấp của tôi nguội cho các bác nhé. Bây giờ tôi sẽ thái ra 7 đĩa các bác nhé. Thịt rất là mềm các bác. Bây giờ bữa cơm trị giá 5.000 của em đã được em hoàn thành nha các bác nhá. Bác nhìn có đẹp, có bắt mắt không ạ? Bữa cơm của em thì gồm có 3 món nha các bác nhá. Món thứ nhất là món đậu chiên tương gà các bác ạ. Rất là thơm, rất là ngon các bác nhá. Món thứ hai là đậu món thứ hai là thịt thịt hấp, thịt ba chỉ hấp. Món thứ ba là canh canh dạng các bác, canh dạng này. Món thứ tư nữa là cà. Các bác thấy bữa cơm của em ngon và rẻ, bổ rẻ. Thì các bác hãy nấu cho gia đình mình một bữa nữa các bác nhé. Các bác hãy ủng hộ em bằng cách là like, share, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh của Bình Bom TV ngày một phát triển nhé. Xin chào các bác.